Chào tất cả người nhà đã trở lại với HBK Gaming của mình. Thì video này mình sẽ vào review và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng tất cả các chiêu thức của nhân vật râu trắng trẻ này cho anh em nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào phòng tập nha. Yo. Ok, nói chung nhân vật râu trắng trẻ này á, phần lớn anh em quan tâm đó chính là cách chuyển đổi dạng của chiêu 3 anh em à. Vì chiêu 3 có đến 3 dạng lận, cái dạng thứ 3 rất là ngon nha. Ok, chúng ta sẽ có hai cách để chuyển đổi các dạng của chiêu 3 nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng chiêu thức theo thứ tự nha. À, đầu tiên thì chúng ta xem sơ qua ngoại hình này. À, ok, khá ngầu ha. Rồi, lướt nè, lướt chạy. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào đòn đánh thường trước nha. Rồi, đòn đánh thường. Chu. Đấy, sẽ có 5 thao tác nha anh em. 1 2 3 4 và 5. Có cái thao tác thứ tư á là anh em phải lướt tới nha. Đấy, anh em có thể tắt định hướng trong này nè. Đấy. Như cái bấm ở đây là tắt nè. Ở cái chiều tư mình đang tắt định hướng nè. Đấy, chỉnh như là tắt nè. Là anh em có thể điều khiển được cái hướng lướt nè. Rồi, anh em muốn hướng nào thì anh em di chuyển là lướt theo hướng đó thôi nha. Đấy. Đó là tắt định hướng, anh em có thể tắt định hướng các chiêu thức còn lại cũng được. Nếu mà anh em bật định hướng á thì nó sẽ tự động tìm đối tượng và nó sẽ di chuyển tới đó, anh em không thể điều khiển được nha. À, anh em chú ý thêm cái này nha. Đòn đánh thường thứ 5 á, khi anh em đề lâu thì nó sẽ khác nha. Đây. Đó. Anh em đây nè, anh em chú ý nè, khi anh em đánh bình thường như thế này, tới đòn thứ 5 anh em đập xuống thì nó sẽ màu xanh lá cây và cái lỡ đất nó rất là ngắn ha. Còn nếu mà tới đòn được đánh thường thứ 5 anh em đề lâu thì nó sẽ lỡ đất dài hơn. À, đây là 1 2 3 4 và 5 anh em đề cái đó thấy không? Là màu xanh dương nha. Và cái lỡ đất nó dài hơn, tăng phạm vi gây sát thương cho đối thủ. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào các chiêu thức nha. Đầu tiên thì anh em chú ý cho mình cái chiêu bổ sung ở trên cái chiêu 2 nè. Đây, cái chiêu giơ tay lên nè. Khi mà giơ tay lên sẽ có giáp đỏ nha. Về cái công dụng của cái chiêu bổ sung này á, thì đầu tiên là chuyển đổi chiêu 1, chiêu 2 thành dạng 2 nè, anh em thấy không? Đấy, khi anh em bấm vô thì chiêu 1, chiêu 2 sẽ chuyển qua dạng 2 nè. Đó. Rồi, cái công dụng thứ hai là tạo lá chắn phản đòn nha. Rồi, để mình bật lên test cho anh em xem nè. Ok, vô bộ ơi, đẩy, thấy chưa anh em, thấy ghê chưa? Đấy. Khi mà đối thủ vừa tới chạm anh em sử dụng cái chiêu bổ sung ở trên chiêu 2 này lên thì sẽ tạo lá chắn nha. Và lúc đó anh em có giáp đỏ và phản đòn lại bằng một cú chém nha. Ok, đây, lại lần nữa cho anh em xem nè. Vô, đấy, ok, văng liền. Đấy, anh em chú ý ha. Quá đỉnh luôn phải không anh em ơi? Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào chiêu thứ nhất nha. Chiêu thứ nhất chúng ta sẽ nhảy lên như thế này, đấy. Và khi anh em sử dụng chiêu thứ nhất á, thì cái chiêu thứ hai sẽ chuyển qua dạng 2 nha. Anh em thấy không? Đây, sẽ chuyển qua dạng 2 nè, đó. Rồi, sẽ xuất hiện thêm cái chiêu bổ sung của chiêu thứ nhất. Đây, làm lại cho anh em nha. Khi anh em trúng đối thủ nha, là sẽ xuất hiện thêm cái chiêu bổ sung thứ nhất là chém cái kiếm khí phía trước như thế này. Đó, được chưa? Rồi, còn cái dạng 2 của chiêu 1 á, đây, để mình bấm cái chiêu bổ sung này. Đây, dạng 2 của chiêu 1 là sẽ giống y vậy thôi, nhưng mà sẽ có thêm Haki nha. À, Haki thấy đỏ đỏ bay bay không? Đam sẽ cao hơn. Ok. Tiếp theo chúng ta tới cái chiêu thứ 2 nha. Chiêu thứ hai khi anh em sử dụng á thì cái chiêu thứ nhất nó cũng sẽ chuyển qua cái dạng 2 nha, giống như cái chiêu 1 hồi nãy thôi. Nói chung có qua có lại anh em à, cũng tương tự nhau ha. Sử dụng cái chiêu này thì cái chiêu kia nó sẽ chuyển qua dạng 2. Ok. Rồi, cái chiêu 2 này anh em phải sử dụng gần đối thủ nha, trước mặt đối thủ luôn mới gây được sát thương nha. Đấy, chứ anh em đứng xa như thế này không có trúng đâu, giống như tạo cái lá chắn thôi. Đấy, và khi anh em sử dụng trúng đối thủ á sẽ xuất hiện thêm cái chiêu bổ sung của chiêu thứ hai là chiêu lướt tới như thế này đó, ghê chưa. Đấy. Và trường hợp nếu anh em muốn mà sử dụng chiêu thứ hai mà để gây sát thương đối thủ khi anh em đứng xa thì anh em phải đề lâu. Đây, anh em đề lâu chiêu hai đây giờ nó sẽ tạo ra cái chấn động về phía trước. Đây, đây anh em đề lâu ha. Đấy, đây này nè, đó ha. Đấy, nó sẽ tạo chấn động về phía trước. À, gây sát thương đối thủ nha. Còn cái dạng 2 của chiêu 2 là sẽ như thế này. Đây, wow. Đấy, giống đầu trắng già dữ vậy. Đấy, y luôn nha anh em. Đấy, tạo cái lá trắng và khi mà đối thủ trúng trên cái đường mà chấn động á, sẽ gây sát thương nha anh em. Rồi ok, đó là chiêu 1 và chiêu 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái chiêu quan trọng nhất, đó chính là chiêu 3. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển đổi các dạng của chiêu 3 nha. Bình thường á, cái chiêu 3 anh em mới vô á thì sẽ như thế này nha. Đấy.
dạng đầu tiên nè, dạng 1 nè. À, dạng 1 sói. Bùm. Đấy. Bùm, ok. Còn đây là cái dạng 2 của chiêu 3 nha anh em. Đây sẽ có thêm chém. Wow, ok, giáp đỏ cũng khá lâu đấy. Và cuối cùng, đây là dạng 3 của cái chiêu 3. Rồi, rất là rộng luôn nha anh em, full map luôn. Chạy đi đâu cho thoát. Quá đỉnh. Càng dạng càng lên cao càng mạnh nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cách chuyển đổi các dạng của chiêu 3 nha. Sẽ có hai cách. Giờ cách đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái dạng 2 của chiêu 1 nha. Đây, cái chiêu này nè anh em. Đấy, dạng 2 của chiêu 1 nè, cái chiêu này. Đấy, anh em thấy không? Chiêu 3 đã chuyển qua cái dạng 2. Thì cách chuyển đổi á, nó sẽ từ dạng 1 lên dạng 2, từ dạng 2 lên dạng 3 nha. Đấy, rồi dạng 3 thì anh em phải sử dụng chiêu thì nó mới về lại cái dạng 1 nha. Đấy. Nó sẽ theo thứ tự. Đấy, chứ không phải là anh em muốn dạng nào là anh em có thể nhảy một bước được đâu. Đấy, nó phải theo thứ tự 1 2 rồi 2 3 nha. Ok, anh em chú ý ha. Rồi, bây giờ chúng ta đang dạng 2 phải không? Đấy, thì cách chuyển đổi, cách đơn giản nhất anh em là anh em sử dụng cái chiêu 1 của cái dạng 2 nha. Đây, cái chiêu nè. Đấy, rồi anh em nhảy tới đây thấy không? Cái chiêu 3 đã chuyển qua dạng 3 như thế này. Đấy. Ok. Cái đó là lý thuyết thôi và anh em phải chú ý nha. Anh em phải làm sao canh là bình thường nếu mà nè. Nếu mà anh em sử dụng đây cái dạng 2 của chiêu 1 nha, anh em nhảy tới nè. Đó, đâu có chuyển đổi dạng đâu thấy không? Chiêu 3 vẫn dạng bình thường, vẫn dạng 1. Do anh em nhảy lên đập trúng cái chỗ kén nha, anh em phải làm sao? Anh em muốn chuyển đổi dạng á là phải cái lưỡi đao á phải trúng đầu của thằng đối thủ nha. Nên là bình thường mới vô như thế này anh em phải lùi lùi xí nè. Đấy, bây giờ mình sẽ canh canh. Cũng rất là khó chứ không phải giỡn đâu nha. Rồi, nó nhảy tới nè. Đây thấy không? Đây, đó, chuyển đổi dạng thành dạng 2 nè, thấy không? Ngay cái lưỡi đao anh em phải trúng đầu đối thủ nha, chứ mà nếu mà trúng ngay chỗ kén anh em đứng gần quá. Trúng ngay kén là không sẽ chuyển đổi được nha, không chuyển đổi được đây. Đó, anh em phải canh. Hai, anh em phải canh nha. Đây, lại nè. Rồi, cái này được nè, hợp lý nè. Đó thấy không? Rồi, chuyển qua dạng 3 luôn thấy không? Đấy. Anh phải để làm sao chỗ cái lưỡi của cái đao á phải đập trúng đầu đối thủ, còn cái cán là không được nha. Nếu mà chỗ cái cán mà cái tay cầm á là trúng đầu đối thủ là không được nha. Đó, thì đó là cách thứ nhất nha. Rồi, cách thứ hai để mình sử dụng chiêu cái. Rồi, cách thứ hai là anh em sẽ sử dụng cái dạng 2 của cái chiêu 2 nha. Đấy, cũng tương tự vậy thôi. Đây, nghe nè. Đấy, nhưng mà cái cách này nó hơi khó nha. Cách đầu tiên thì khá là dễ rồi, đây. Anh em phải canh canh làm sao cái lưỡi đao đập ngay đầu đối thủ là được, là xem chuyển đổi dạng nè thấy không. Đấy. Rồi, giờ cái cách này khó nè, mình sẽ quay kỹ cho anh em xem nha. Thì cái cách 2 này á, anh em phải canh làm sao cái dạng 2 của cái chiêu 2 á, anh em phải bật đúng lúc chiêu thức hay là đối thủ tung chiêu vừa chạm tới anh em nha. À, giống như cái lá chắn phản đòn vậy đó. Đấy. À, khi mà đối thủ vừa chạm vào anh em bật lá chắn phản đòn nè. Đấy, thì cái dạng 2 của chiêu 2 này á, anh em cũng phải bật đúng lúc vậy thì cái chiêu 3 nó mới chuyển đổi dạng được nha. Đây, cho anh em xem nè. Rồi. Đấy, đây, cái dạng 2 của chiêu 2 rồi nha. Đây, giờ mình sẽ bật cho đối thủ đánh cái, anh em cùng xem nha. Vô. Đấy, đây anh em thấy gì chưa? Vừa chạm vào anh em sử dụng cái dạng 2 của chiêu 2 là anh em sẽ bật lại giống như cũng phản đòn lại đối thủ văng ra kìa. Đấy, rồi, cái chiêu 3 cũng chuyển qua dạng 2 nè. Đấy, đây mình sẽ quay cái bên đây nè, nhìn bên hông cho anh em nhìn rõ hơn nè. Ok nha. Để mình chuyển qua. Rồi. Đấy. Đó. Nói chung đối thủ đánh hay là dùng chiêu á, vừa chạm vào anh em, nói chung chạm một tí. À, vừa chạm một tí là anh em sử dụng cái chiêu 2 dạng 2 là anh em có thể chuyển đổi được cái dạng của chiêu 3 nha. Đấy, giờ mình đã lên cái dạng 3 luôn rồi nè. Làm lần nữa nha. Cái này nó hơi khó nên làm lần nữa nha. Rồi, bật lên. Ok, vô bạn ơi, vô. Đây, thấy chưa? Quá tuyệt vời. Đây, chuyển qua dạng 2 nè. Rồi, anh em có thể sử dụng cũng được. Rồi, boom. Rồi, ok. Sẽ quay qua cái hướng này đây. Đấy, cho anh em nhìn kỹ hơn. Đó. Nói chung đối thủ cũng tung chiêu đụng anh em một xí nha. Rồi anh em sử dụng anh em bọc, nói chung anh em phải canh. Anh em phải vô phòng tập luyện tập nhiều thì anh em mới làm được, chứ mới lần đầu vô rất là khó luôn. Nói chung cái cách 2 này rất khó.
Nói chung cái cách hai này thì lúc mà anh em đánh này kia rồi á, đấy thì anh em bật thì nó dễ hơn. À còn cái cách một á thì anh em phải mới vô anh em phải canh, anh em phải được canh xa xa, anh em phải đập sao cái lưỡi đuổi đao á phải trúng đầu đối thủ. Còn cái cách hai á là dường như cận chiến lúc anh em đánh này nè, đấy rồi anh em bật lên sao đó, anh em bật sao lúc nó phản đánh anh em phản đòn lại, rồi anh em chống trả là lúc đó nó chuyển đổi dạng luôn. Ok đấy, thì đó là hai cách để chuyển đổi các dạng của chiêu 3 nha. À anh em chú ý thêm cái này, ở PvP nó khó vậy chứ ở PvE chuyển đổi dạng của chiêu 3 dễ lắm anh em à. Lát thì mình sẽ vào PvE test cho anh em xem luôn nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chiêu ulti. Ây ulti khá là đẹp nha anh em. Wow. Quái trái. Bùm. Ok. Đấy. Tuyệt vời. Tuyệt cú mèo. Đấy. Đó chiêu ulti nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chiêu phụ. Chiêu phụ thứ nhất. Đấy sẽ dài thôi. Đấy cắm cái đao xuống. Đấy. Bùm. Lỡ đất. Rồi đơn giản vậy thôi nha anh em. Đấy. Rồi qua cái chiêu phụ thứ hai. Chiêu phụ thứ hai là sẽ lên trời. Đấy. Ui chấn động ở trên trời nha. Cái này là dạng như mấy thanh niên mà sinh si rồi đó, bay bay trên trời anh em. Mấy thanh niên nào mà bay trên trời á, anh em sử dụng cái chiêu này là rớt đại hết nha. Đấy này thì anh em phải đứng gần xí mới gây sát thương nè. Còn nếu mà thanh niên nào mà bay trên trời là anh em cứ dùng cái này. Đấy là rớt hết nha, yên tâm. Hey, khá là ngon ha. Rồi thì xong rồi anh em, đó là tất cả các chiêu thức của rau trắng trẻ ha. À trường hợp nếu mà sử dụng rau trắng trẻ làm hỗ trợ thì sẽ như thế nào, thì nó sẽ như thế này. Ồ nhảy ha. Ha nhảy ra hả? Ui nhảy gì dễ chọc dữ vậy. Ok trúng kìa kìa. Để trường hợp để đối thủ đánh mình đi, mình sẽ nhảy ra phá được không? Ui vậy là hổng đường rồi nè mùi. À vậy là cái này dạng hỗ trợ tầm xa rồi, anh em phải đứng xa xa canh canh. Rồi nhảy ra. À cho nên đen bị đánh anh em nhảy ra là không cứu được nha. Rồi, ok, anh em chú ý ha. Rồi. Chưa hết video đâu nha anh em. Thì mình sẽ vào PvE cho anh em xem cách chuyển đổi dạng ở PvE thì rất đơn giản luôn. À anh em chỉ cần chuyển đổi bằng cách là sử dụng dạng 2 của chiêu 1 và dạng 2 của chiêu 2. Là anh em bấm một cái là nó sẽ tự động chuyển đổi dạng thôi, không cần phải canh này kia giống ở PvP nha. Đây cho anh em xem nè. Rồi dạng 2 của chiêu 2 nè. Đó thấy không, chuyển đổi dạng nè, thành dạng 2 rồi nè. Rồi tương tự. À, tương tự đó, đó, đó. Rồi tương tự đây. Đây. Rồi đó, ok. Đấy đơn giản thôi anh em. Rồi ok nha. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn em đã xem video, nhớ like và chia sẻ video giúp mình cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo nha. Rồi bye bye, chúc em chơi game vui vẻ nha.